Rodri và Morata bị UEFA buộc tội vì một bài hát. Liên đoàn bóng đá châu Âu, UEFA, tuyên bố Rodri và Morata đã vi phạm 4 quy tắc của UEFA sau trận chung kết Euro 2024. Do đó, họ đương nhiên phải nhận án phạt từ UEFA. Rodri, số 16, và Morata trong màu áo đội tuyển Tây Ban Nha. Ủy ban kỷ luật UEFA buộc tội Rodri và Morata vi phạm 4 quy tắc của cơ quan quản lý bóng đá cao nhất châu Âu. Những vi phạm đó bao gồm các nguyên tắc ứng xử chung, vi phạm nguyên tắc cơ bản về xứng xử đúng đắn, sử dụng sự kiện thể thao cho mục đích phi thể thao và làm xấu hình ảnh của môn bóng đá và UEFA. Sau lời buộc tội này, Ủy ban kỷ luật UEFA sẽ thảo luận và sớm đưa ra án phạt với Rodri và Morata. Trong quy định không có hình phạt cụ thể nhưng theo Sun Pong Pot, hai ngôi sao của La Roja sẽ bị kỷ luật nặng, gồm phạt tiền và treo dò các trận đấu ở cúp châu Âu. UEFA buộc phải làm thế để răn đe trong tương lai. Trích tuyên bố của UEFA, các thủ tục kỷ luật đối với Rodri và Morata đã được tiến hành theo điều 55 trong quy định kỷ luật của UEFA. Hai cầu thủ vi phạm 4 quy tắc của UEFA trong lễ ăn mừng tại Madrid vào ngày 15 tháng 7 năm 2024. Sau thông báo của UEFA, Liên đoàn bóng đá Gibraltar rất hoan nghênh và họ đang chờ án kỷ luật dành cho Rodri và Morata. Rắc rối đến khi Tây Ban Nha tổ chức lễ ăn mừng trước sự chứng kiến của hàng chục nghìn người hâm mộ trên quê nhà. Trên sân khấu, tiền vệ Rodri đã hô to Gibraltar là của người Tây Ban Nha. Đội trưởng Morata sau đó đã hưởng ứng, bắt nhịp và kêu gọi người hâm mộ hô vang lời chế của Rodri. Sự việc này đã khiến Gibraltar vô cùng phẫn nộ và gửi đơn khiếu nại lên Liên đoàn bóng đá châu Âu. Gibraltar cho rằng màn ăn mừng của Rodri và Morata là cực kỳ khiêu khích và xúc phạm đất nước họ. UEFA đã tiếp nhận hồ sơ và đã mở cuộc điều tra với màn ăn mừng của Tây Ban Nha trước khi đưa ra thông báo trên.